Chào mừng các bạn đã đến với trang web lờigiải2.com. Hôm nay, cô và các bạn sẽ tiếp tục đi tìm hiểu chương cuối cùng, chương số 7, nguyên tố nhóm 7A, halogen của sách giáo khoa hóa 10, chân trời sáng tạo. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài 17, tính chất vật lý và tính chất hóa học của các đơn chất nhóm 7A. Bài 17 nằm trong chương số 7, tính chất vật lý và hóa học của các đơn chất nhóm 7A. Chúng ta có một vài thông tin trong sách giáo khoa như sau. Trong đèn halogen, bao quanh dây tóc làm bằng wolfram là các khí hiếm, đúng không? Như krypton này, xenon. Các bạn biết là khí hiếm đúng không? Nó nằm vào nhóm 8A trong bảo tuần hoàn, khá bền vững. Và một lượng nhỏ halogen như bromide hoặc iodide giúp tăng tuổi thọ và duy trì độ trong suốt của bóng đèn. Đèn halogen thì được sử dụng làm lò sưởi này, bếp nướng này, bếp halogen này, hồng ngoại, do là đặc tính tỏa nhiều nhiệt. Ví dụ như trong các hộ gia đình ấy, họ thường sử dụng các bóng để thắp sáng cho động vật. Ngoài các yếu tố dùng ánh sáng ra thì họ cái bằng ánh sáng đấy của nó sẽ là phát ra nhiệt, đúng không, để sưởi ấm cho các loài động vật đó. Thế về nhu cầu nước sạch thì là thiết yếu và cấp bách của con người. Nước sạch được dùng trong sinh hoạt này, ăn uống này, và cách xử lý phổ biến hiện nay là sử dụng nước chloride hoặc là các cái thành mà có hợp chất của clo để khử trùng nước. Ví dụ như là Hà Nội của chúng ta, đúng không, cũng đang sử dụng các hợp chất của clo để khử làm sạch nước khi mà đến tay người tiêu dùng, đúng không, hay đến khi chúng ta. Thế vậy nhóm halogen thì gồm những cái nguyên tố nào và halogen được có tính chất ra sao, ứng dụng như nào cho các lĩnh vực trong cuộc sống thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài hôm nay để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, đấy chính là halogen thì bao gồm những nguyên tố nào. Chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ, đấy chính là vị trí. Một nhỏ là vị trí. Các bạn có thể quan sát hình 17.1, vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn, và kết hợp trả lời câu hỏi. Hãy cho biết vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn. Thì các bạn nhìn này, nhìn đây là một cái bảng tuần hoàn người ta mô phỏng, đúng không? Halogen thì nằm ở nhóm 7A. Chúng ta sẽ ghi thuộc nhóm 7A, đúng không? Gần cuối bảng tuần hoàn rồi, nhóm 8A là nhóm cuối cùng rồi. Và các bạn đếm này, chúng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng không? Có 6 nguyên tố thuộc nhóm 7A, nhưng chúng ta sẽ chỉ cố gắng là quan tâm đến 4 nguyên tố đầu tiên. Đấy chính là fluorine này, chlorine này, được không? Bromide này và iodide nhé. Đây là 4 nguyên tố mà chúng ta học và gặp nhiều nhất. Được chưa nào? Còn arsenic thì được hiểu là AT, là nguyên tố phóng xạ. Đấy, và các bạn có thể đọc thêm cái phần màu tím này ở trong sách giáo khoa, cũng như là tìm hiểu thêm các nguồn ở trên internet để tìm hiểu thêm hai cái nguyên tố đằng sau mà chúng ta ít gặp nhá. Rồi, chúng ta sẽ sang phần 2 là trạng thái tự nhiên. Trạng thái tự nhiên. Trạng thái tự nhiên, thế vậy halogen thì tồn tại như thế nào trong tự nhiên? Thì halogen tồn tại trong tự nhiên thì không tồn tại dạng đơn chất. Các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy clo không như này tồn tại một mình, đúng không? Hoặc là flo, mà các bạn chỉ thường thấy ở chúng ở trong các khoáng chất, đúng không? Ví dụ như khoáng chất này, fluorite này, CF2 này. Đấy, chúng ta có rất nhiều các loại muối, hoặc là cái gần gũi nhất chúng ta đấy chính là chúng ta nhìn thấy cái muối NaCl, đúng không nào? Hay là thành phần của nước biển đấy. Hoặc ion Cl brom trừ này thì nó có ở trong cái quặng của AgBr, đúng không nào? Đấy, thì chúng ta sẽ biết rằng là các nguyên tố học thì sẽ không ở các cái trạng thái tự nhiên của các cái thằng nhóm 7A này sẽ không ở trạng thái là mà đơn chất, mà nó chủ yếu tồn tại dạng hợp chất. Chủ yếu tồn tại dạng hợp chất nhá. Còn dạng hợp chất thì chúng ta biết rồi, đúng không nào? F thì thay trong CF2 này, và Cl là quen thuộc nhất ở trong NaCl này, Ag trong có thể là trong AgBr, đúng không? Đó, iốt này, AgI, đúng không? Thế vậy từ các thông tin quan sát này hãy nhận biết dạng tồn tại đấy, thì chúng ta cũng vừa nhận biết là chủ yếu tồn tại dạng hợp chất. Đây, chúng ta có thể quan sát hình ảnh 17.2 về một số khoáng chất chứa ion của halogen, đúng không nào? Đây thằng fluorite đây, CH2 của các bạn, đây có màu tím, màu xanh, đúng không nào? Chúng ta có thể nhìn
sơ qua những cái hình dạng của chúng trong tự nhiên. Khoảng 71% bề mặt của trái đất được bao phủ bởi nước biển và đại dương, phần còn lại là các lục địa và đảo. Theo em thì hàm lượng nguyên tố halogen thì có nhiều nhất trong tự nhiên là ở dạng trạng thái nào? Thì chắc chắn là nó ở dạng trạng thái hợp chất rồi, đúng không nào? Và mà người ta lại còn bảo các bạn như nào nữa nhỉ? Mà người ta bảo là xung quanh trái đất của chúng ta thì chủ yếu là đại dương, mà đại dương là nước đúng không? Là tất nhiên là nước biển rồi. Vậy thành phần của nước biển và đại dương chính là muối NaCl và KCl. Đấy chính là câu hỏi ở cái phần sách giáo khoa màu hồng của các bạn nhé. Thế vậy trong tự nhiên halogen sẽ tồn tại ở dạng hợp chất này. Hợp chất chủ yếu của halogen là muối của halogen nhé. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần số 3. Đấy chính là cấu hình E. Đấy, và cấu tạo của chúng thì có gì đặc biệt? Phần đầu tiên thì các bạn biết là halogen thuộc nhóm 7A nên chúng có 7 E lớp ngoài cùng. 7 E lớp ngoài cùng thì chúng có xu hướng như thế nào để tạo thành cấu hình khí bền vững nhỉ? Ngoài cùng. Tất nhiên là chúng có xu hướng nhận thêm một E để đạt được cấu hình khí bền vững. Ví dụ cô có ký hiệu tăng X đấy nhá, là halogen đúng không? 1 2 3 4 5 6 7. Thằng này cũng có 7. Đúng không nào? Thế vậy nhiệm vụ của chúng là gì? Là chúng sẽ gộp chung hai cái E này để tạo thành một liên kết. Hay các bạn có thể viết cái liên kết như sau: X gạch ngang X. Hay ký hiệu chúng ta hay có thể ký hiệu như sau này: X gạch ngang X, chúng ta có thể ký hiệu là X X2 nhá. Thế vậy trong cái phần số 3 này các bạn phải nhớ cho cô gì là cấu hình E này có 7 E lớp ngoài cùng. Và cấu hình E của chúng nếu mà các bạn muốn viết nha sẽ là NS2 NP5, có 7 E lớp ngoài cùng nhá. Đây là cấu hình tổng quát chung có 7 E lớp ngoài cùng. Thế vậy muốn tạo thành cấu hình giống khí bền vững gần nhất thì nó thường có xu hướng nhận thêm một E. Và khi mà hai cái thằng nhóm 7A muốn kết hợp với nhau thì chúng thường đưa ra mỗi một thằng đưa ra một E để tạo thành E chung. Đấy, và ký hiệu là X2. Vậy đơn chất halogen thì tồn tại chủ yếu ở dạng X2, liên kết phân tử là liên kết cộng hóa trị không cực. Vì sao không cực? Vì hai cái thằng này X này giống nhau nên không có thằng nào mạnh hơn thằng nào, nên người ta gọi là không phân cực, được không nào? Rồi, thế vậy cái cấu tạo này của chúng thì sẽ ảnh hưởng đến tính chất vật lý như thế nào? Tính chất vật lý Chúng ta có thể nhìn vào sách giáo khoa trong 107 về tính chất vật lý của halogen. Thì các halogen thì ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ, không phân cực như C6H14 hoặc là gì nhỉ? Và CCl4. Đấy. Thì chúng ta sẽ biết nhá. Là tan ít trong nước. Chúng ta sẽ phải nhớ một vài những tính chất tan ít trong nước này. Được không? Các bạn quan sát một cái bảng 17.1 này, dựa vào bảng 17.1 nhận xét sự biến đổi về màu sắc thể và các chất ở điều kiện thường, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen. Kiêm theo là các bạn sẽ giải thích sự biến đổi này, vì sao lại có sự biến đổi này từ fluorine đến iodine, đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ cùng quan sát bảng và màu nhé. Các bạn nhìn này, về màu sắc này, từ lục nhạt chuyển sang vàng, nâu và đen tím. Vậy màu thì sẽ là đậm dần. Màu, tính chất này cũng sẽ nói về từ fluor cho đến iodine nhé. Màu sắc thì đậm dần. Màu sắc đậm dần. Từ màu lục nhạt cho đến màu đen tím đúng không? Cấu hình thì vẫn là NS2, NP5. Còn lớp thì tăng dần 3, 4, 5 đúng không? 2, 3, 4, 5, bán kính này. Các bạn nhìn thấy điều gì nào? Bán kính cũng tăng dần đúng không nào? Đấy, trong một nhóm thì bán kính thì tăng dần, nguyên tử khối cũng sẽ tăng. Độ ôm điện thì sẽ phải giảm đúng không? Bởi vì fluor là cái thằng có độ ôm điện lớn nhất trong bản tuần hoàn. Thể tồn tại hay chính là trạng thái tồn tại này. Trạng thái đi từ fluor cho đến iốt đúng không? Thế là nó sẽ chuyển từ trạng thái khí lỏng rồi đến rắn nhá. Nhiệt độ nóng chảy hoặc nhiệt độ sôi của các bạn thì các bạn có thấy tăng dần. Vì sao tăng nhỉ? Vì trạng thái của nó thay đổi đúng không? Tất nhiên là khi mà các bạn đun một chất lỏng thì nhiệt độ sôi sẽ phải thấp hơn
một chất chất khí rồi, đúng không nào? Hoặc nếu mà các bạn có thể giải thích dựa vào chiêu số 3 là nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ xô của các đơn chất halogen thì sẽ bị ảnh hưởng bởi việc lực tương tác giữa van der Waals giữa các phân tử, đúng không? Từ fluorine đến iodide thì khối lượng phân tử và bán kính nguyên tử thì tăng, làm cho việc cái lực tương tác van der Waals nó tăng, đúng không? Dẫn đến nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ xô cũng sẽ tăng theo. Đấy, đây chính là lý giải vì sao mà có nhiệt độ xô hay nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ F cho đến Y, đúng không nào? Tiếp theo người ta hỏi các bạn một câu, đấy chính là ở điều kiện thường hay dự đoán Actinin sẽ tồn tại ở trạng thái khí, lỏng hay chất rắn, đúng không nào? Thế vậy trong nhóm halogen đi thì trên xuống dưới thì khối lượng phân tử tăng dần, bán kính cũng tăng, nên vậy cái lực tương tác van der Waals tăng, mà trong lực tương tác tăng thì nhiệt độ xô tăng. Thế vậy chắc chắn là cái trạng thái của nó sẽ phải từ thằng này từ đây khí đến lỏng đến rắn rồi, nó không thể quay trở lại lỏng được vì nhiệt độ xô của lỏng thấp hơn mà. Nhiệt độ xô này có tăng lên thì chắc chắn nó phải vẫn ở dạng chất rắn. Thế vậy các bạn có thể kết luận là cái thằng này nó cũng sẽ ở dạng chất rắn nào thôi, đúng không nào? Đây chúng ta có thể đọc một vài những cái thông tin ở trong sách này, từ fluorine đến iodide này, trạng thái hợp chất của các đơn chất ở 20 độ C thay đổi từ F cho đến CL này, cho đến BR này, cho đến Y này, từ khí rồi đến lỏng rồi đến rắn, màu sắc thì đậm dần, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng dần do lực van der Waals đã tương tác, đúng không? Nhiệt độ đây người ta có giải thích luôn này, đấy, được không? Các bạn có thể đọc thêm cái lý thuyết ở trong sách giáo khoa để nắm rõ hơn về tính chất vật lý và cấu tạo của chúng, đúng không nào? Thế vậy những cái việc mà tính chất vật lý như vậy, cấu tạo như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến tính chất hóa học của dãy halogen thì chúng ta sẽ vào mục số 5 là tính chất hóa học. Halogen thì có cấu hình E lớp ngoài cùng là NS2, NP5, nên nguyên tử của chúng có xu hướng nhận thêm một E hoặc dùng chung E với các nguyên tử nguyên tố khác để đạt được cái cấu hình của khí hiếm bền vững. Chúng ta có sơ đồ tổng quát như sau. Đấy chính là halogen thường có xu hướng nhận thêm một E để tạo thành X trừ, đúng không nào? Thế vậy khi thế này thì nó sẽ thường thể hiện tính oxy hóa, đúng không? Thì nó sẽ phải thường tác dụng với những rằng có tính khử như là tác dụng với kim loại, đúng không? Với kim loại, ví dụ như cô có ví dụ rằng Fe tác dụng với cả Cl2. Các bạn nhớ mà khi mà Fe phản ứng với cả Cl nhá thì nó sẽ lên hóa trị cao nhất là lên hóa trị 3, và chúng ta sẽ cân bằng quy trình 2 3 2. Hoặc là ví dụ như là chúng ta có thằng Na này cũng là kim loại phản ứng với thằng Br, đúng không, thì tạo thành NaBr. Halogen thường chủ yếu là khi mà trong muối ấy, nó sẽ thể hiện là hóa trị 1 các bạn nhé. Thì các bạn viết phương trình một cách cẩn thận, đúng không nào? Thì có một vài cũng phương trình cho xe khoa ví dụ như là Al phản ứng với cả Y2 ấy. Còn xúc tác nước thì để tạo thành AlY3 nhá. Ngoài ra thì chúng còn phải tác dụng với hydro. Cái này rất là quen thuộc, đúng không? H2 cộng với cả Cl2 để ra HCl, đúng không nào? HCl thì quá quen thuộc với cả chúng ta rồi, đúng không nào? Rồi ví dụ như là H2 này cộng với cả F2 để ra 2HF. Nhưng các bạn nhớ lưu ý cho cô này, điều kiện bắt đầu nó ngặt dần, đúng không? Bình thường nếu mà H2 phản ứng với cả F2 thì không cần điều kiện gì, đúng không? Khi H2 phản ứng với cả Cl2 thì cần có ánh sáng để kích thích, đúng không nào? Tiếp theo là khi mà đến hydro phản ứng với cả Br2 thì cần bắt đầu có nhiệt độ vào, và khi mà H2 phản ứng với iốt lúc này cần phải nhiệt độ cao hơn và có xúc tác của platin. Đấy, thế thì bây giờ người ta hỏi các bạn là dựa vào điều kiện phản ứng với hydrogen và giá trị năng lượng liên kết HX, hãy giải thích khả năng phản ứng của các halogen với hydrogen. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ giải thích một xíu nhá. Như vậy đi từ HF cho đến HI thì các bạn thấy là năng lượng liên kết giảm dần, nên độ bền HX cũng giảm dần. Khi độ bền HX giảm dần thì khả năng phản ứng của halogen với các hydrogen cũng sẽ phải giảm dần vì năng lượng giảm dần mà, đúng không nào? Chúng ta có thể nhìn này, một vài các phản ứng này, ví dụ như là fluorine phản ứng mạnh với nước và bốc cháy trong nước đấy, nhưng đến khi mà đến chlorine hay bromine thì tác dụng chậm hơn hẳn, đúng không? Đấy, vì sao?
vì năng lượng phản ứng của chúng nó sẽ giảm. Nên là các bạn nhìn thấy việc hiện tượng hoặc là sản phẩm nó sẽ ra không mãnh liệt như cái thằng đứng ở đầu nữa. Đấy, được không ạ? À? Chúng ta sẽ sang mục tiếp theo là tác dụng với dung dịch kiềm. Ví dụ chúng ta rất quen thuộc khi chúng ta cho Cl2 cộng với cả NaOH để tạo ra NaCl này, NaClO này và nước, được không? Ra thêm hai vào đây. Và cái dung dịch này người ta gọi là dung dịch nước da ven nhá. Là nước hay giặt rửa đấy. Đó, chúng ta sẽ có dung dịch nước da ven. Hoặc là thế vậy tại sao là chúng ta có một cái nữa là Cl mà cũng cộng với cả NaOH sẽ lên, nghĩa là nhiệt độ nhá. Nhiệt độ C này. Là NaCl, NaClO3 và nước. Đấy, người ta hỏi là trong phản ứng với dung dịch kiềm, nhận xét sự biến đổi số oxy hóa của clo và cho biết phản ứng này thì thuộc loại phản ứng gì? Thì chúng ta có thể xác định số oxy hóa đúng không? Clo trạng thái đơn chất, số oxy hóa là 0. Đúng không? Trong Na là cộng 1 thì cái chỗ này là -1, Na cộng 1 này, O luôn là -2 thì ở đây lên dương 1. Thế vậy các bạn có nhìn thấy một điều là clo này từ 0 này nó có thể xuống -1 đúng không? Xuống. Thế vậy có một thằng giảm trong phản ứng thì nó gọi là chất oxy hóa đúng không? Và nó lại có thể tăng sau phản ứng thì nó có thể khử. Thế vậy phản ứng vừa rồi thì clo vừa thể hiện chất là vừa là chất oxy hóa cũng vừa là chất khử. Vì sao? Vì số oxy hóa của nó sau phản ứng vừa tăng lại vừa giảm. Nên làm gì nhỉ? Nên nó được là chất oxy hóa chất khử luôn. Thế vậy dung dịch NaCl hay NaClO cũng phải nói nó là dung nước da ven có tính chất hóa học mạnh nên có tính oxy hóa mạnh, hay là người ta được dùng làm chất tẩy rửa. Các bạn có thể xem hình ảnh thêm ở sách giáo khoa trang 111 nhé. Chúng ta sẽ đi đến phản ứng tiếp theo là tác dụng với muối halogen. Tác dụng với dung dịch muối. Chúng ta có thí nghiệm 1 này, so sánh tính chất hóa học của halogen. Dung dịch có NaBr, NaI, nước chlorine, nước bromide và dung dịch hồ tinh bột. Chúng ta có các ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá, ống thí nghiệm. Chúng ta sẽ tiến hành thực hành như sau. Tiến hành thí nghiệm 1 và quan sát ghi nhận nha. Thí nghiệm 1 của chúng ta là gì? Lấy vào mỗi ống nghiệm khoảng 20ml NaBr, 20ml NaI. Bước 2, ống số 1 chúng ta cho 1ml nước clo, ống số 2 chúng ta cho 1ml nước brom và một vài giọt hồ tinh bột, lắc đều để ổn định. Sau một thời gian chúng ta thu được kết quả như hình 1. Chúng ta thấy hình 1 đúng không? Thí nghiệm 1 này. Ống số 1 đầu tiên cho NaBr vào, sau đó nhỏ thêm Cl thì điều gì xảy ra? Sao dung dịch lại chuyển sang màu hơi vàng? Thế vậy thì chắc chắn là Cl2 phản ứng với cả NaBr, Cl mạnh hơn thì sẽ đẩy Br ra ngoài, thay thế vị trí của Br đúng không? Thế Br bị đẩy ra ngoài sẽ chuyển thành Br2. Vì các bạn biết là các nguyên tố halogen thì sẽ dùng lại ở dạng X2 đúng không? Tương tự phản ứng ở ống nghiệm số 2, chúng ta có Br cho vào dung dịch NaI. Br thì nằm trên Y nên Br sẽ đẩy được thằng Y ra ngoài. Và thằng Y này của chúng ta có các dung dịch hơi màu xanh, nhìn thấy không? Đó. Chúng ta đính tiếp nhé. Dung dịch muối này, ví dụ chúng ta có clo này mạnh hơn thằng Y nhá, nó cũng đẩy bình thường. Ví dụ có một phản ứng NaI nhận ra NaCl cộng Y2 bình thường, đúng không các bạn? Không có gì cả. Tiếp, đấy chính là tính tẩy màu của khí clo ẩm. Tính tẩy màu. Người ta thực hành một thí nghiệm như sau này. Tính tẩy màu hóa chất thì người ta dùng cái tinh thể KMnO4, HCl đặc, giấy màu và nước cất, một vài dụng cụ. Chúng ta tiến hành thí nghiệm như thí nghiệm số 2. Thí nghiệm số 2 này, bước 1 này, dùng thìa thủy tinh lấy một ít tinh thể KMnO4 cho vào nhánh dài của ống nghiệm. Dùng ống hút nhỏ để lấy khoảng 1ml dung dịch HCl đặc cho vào nhánh ngắn của ống nghiệm, lắp dụng cụ điều chế Cl2 như hình 17.4. Lưu ý kiểm tra nút cao su và được đậy kín khi thực nghiệm ở bước số 2.
nghiêng ống nghiệm sao cho dung dịch HCl tiếp xúc với dung dịch cao MnO4. Chúng ta có một phương trình nghiêng bên dưới. Bây giờ người ta hỏi là dựa vào phương trình hóa học của, mà người ta đã viết cho các bạn, hãy giải thích kết quả ở ống số thí nghiệm ở hình 17.4. Thì không có gì khó khăn đối với các bạn đúng không? Các bạn sẽ thấy là KMnO4 cộng với cả HCl để tạo ra KCl, tất cả các mối natri kali đều tan. Như vậy đây sẽ là dung dịch, hầu hết tất cả các mối CL cũng đều tan. Nên các bạn sẽ nhìn thấy cái mối này tan hết, đúng không nào? CL2 là dạng khí. Thế vậy phản ứng hóa học này các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng là sản phẩm tạo ra khí CL và khí CL bay lên, đúng không? Tác dụng với cả nước hay là giấy màu ẩm đấy để tạo thành hỗn hợp có tính tẩy màu. Vì vậy nó sẽ làm nhạt màu của cái giấy màu lúc nãy của chúng ta đã cho vào. Đó, đấy chính là cái tính tẩy màu. Bây giờ ta yêu cầu các bạn là viết phương trình hóa học của phản ứng sau. Chúng ta sẽ viết phương trình hóa học của phản ứng sau nhé. Đấy, Cu này cộng với cả Cl2 thì chắc chắn chúng ta được Cu Cl2 rồi, đúng không? Phản ứng số 2, Al với cả Br nhé. Al hóa trị 3, Br hóa trị 1. Chúng ta có Al 3, chúng ta cân bằng phương trình này. Đấy. Phản ứng số 3 là CaOH tức là 2 lần cộng với cả Cl2. Các bạn lưu ý phương trình này cho cô nhé, vì phương trình này chúng ta sẽ thường gặp, được không? Phương trình rất là đặc biệt. Đó chính là CaOH tức là 2 lần cộng với Cl2 sẽ tạo ra CaCl2 cộng CaClO tất cả 2 lần cộng nước. Đây chính là nước cloro vôi. Đó. Phản ứng số 4 này, KOH cộng với cả Br. Nếu mà bình thường mà các bạn biết là KOH cộng Br ấy mà không có điều kiện đặc biệt gì thì nó cũng giống Cl thôi, đúng không? Đấy, giống cái phản ứng của nước Javel ấy. Nhưng bây giờ chúng có nhiệt độ nên là chúng ta sẽ ra KBr cộng KBrO3 và cộng với cả nước nhá. Chúng ta thêm 6 vào đây, 3 vào đây, 5 vào đây, thêm 3 vào đây là xong. Chúng ta sẽ vào được số 5, CL2 cộng KBr. Phản ứng này dễ rồi đúng không? CL đứng trước Br nên đẩy Br ra, Br ra ngoài thì tạo thành dạng Br2. Chúng ta cân bằng thêm 2 vào đây là xong. Phản ứng số 6, Br2 cộng với cả NaI. Br mạnh hơn Y đúng không? Thì Br thay thế vị trí của Y, Y bị đẩy ra ngoài thì tạo thành dạng Y2. Đó. Đây chúng ta đã hoàn thành xong 6 phương trình. Vậy các bạn cần nhớ cho cô một vài nội dung. Đấy chính là halogen thì có 7 e lớp ngoài cùng nên phân tử có xu hướng nhận thêm một e để tạo thành hợp chất ion, hoặc là dùng chung e để tạo thành hợp chất cộng hóa trị. Tính chất hóa học đặc trưng của halogen là phản ứng oxy hóa mạnh. Tính oxy hóa thì giảm dần từ fluorine đến iodine, đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ đi phần cuối cùng, đấy chính là phần số 6, là ứng dụng của các nguyên tố halogen. Ứng dụng thì chúng ta cần nhớ cho cô những gì, như dòng fluorine này, F này, được dùng trong sản xuất chất dẻo, ma sát, đúng không nào? Nhưng mà cái thành phần mà các bạn có thể gặp nhiều nhất trong cuộc sống đấy chính là sản xuất kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng. Hoặc là sản xuất nhôm này, hoặc là sử dụng là thuốc trừ sâu này, hoặc là thuốc đánh răng, tạo men răng. Tiếp theo là CL. CL rất là quan trọng trong cuộc sống của các bạn, đúng không? Việc mà các bạn nhìn thấy rõ nhất đấy chính là việc khử trùng nước sinh hoạt. Đấy, hoặc là nước Javel của chúng ta chính là để tẩy rửa, đúng không? Sinh hoạt này, đấy. Tẩy trắng này. Đấy, đấy là tác dụng của CL. Thế còn Br thì sao? Br được sử dụng để điều chế thuốc an thần này, thuốc trừ sâu này, thuốc nhuộm này, hoặc là mực in, hoặc là tráng phim. Phim ảnh ngày xưa đấy thì hay dùng cái này. Tiếp theo là iốt là, hoặc là iodide là nguyên tố vi lượng cần thiết cho dinh dưỡng của con người. Chúng ta cũng thấy một vài cái bệnh như là thiếu iốt đấy, đúng không? Thì sẽ gây ra các bệnh như là bú cổ này, thiểu năng trí tuệ này. Đó. Thế nên người ta hỏi các bạn là tại sao sử dụng nước Javel để tẩy những vết mực áo trắng nhưng lại không nên sử dụng trong quần áo có màu. Nhờ các bạn có thể suy nghĩ xem nào.
Vì sao nhỉ? Vì nước da ven có tính tẩy màu đúng không? Vì nước da ven lại còn có tính oxy hóa mạnh nữa. Nên khi sử dụng quần áo màu thì sẽ bị phai màu và mất đi độ bền của quần áo. Nên chúng ta thường sẽ không sử dụng nước da ven để tẩy những quần áo có màu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi làm bài tập nhé. Chắc chúng ta cũng chỉ có 3 bài tập ở đây thôi. Nên cô sẽ chữa 3 bài như sau. Câu số 1 này. Hoàn thành các phương trình phản ứng minh họa dưới đây, chúng ta có phản ứng A là Cl2 cộng với cả H2 sẽ tạo ra 2HCl. Được. Tiếp, F2 cộng với cả Cu thì tạo ra CuF2. Các bạn nhớ là halogen thì thường có hóa trị 1 nhé, để biết phương trình cho dễ. Y2 cộng với cả Na sẽ tạo ra NaI. Chúng ta phải thêm 2 vào đây. 2 vào đây. D, Cl2 cộng với cả Fe, phản ứng này rất rất đáng lưu ý, đấy chính là sắt sẽ phải lên hóa trị cao nhất, đúng không? Tức là 2 3 2 2 E này. Br2 phản ứng với cả CaOH tất cả hai lần. Phản ứng này cô cũng nhắc gọn một lần, mà lúc trước thì thằng brom này được thay thế bằng clo đấy, thì lớp clo vôi thì chúng ta tương tự nhá. Tức có CaBr2 này, CaBrO tất cả hai lần cộng với cả hai nước. Đúng không nào? F chúng ta có Cl2 cộng với cả CaOH, nhiệt độ là 100 độ C, chúng ta sẽ có KCl cộng KClO3 và cộng với cả nước. Chúng ta có 3 5 3 và 6. Tiếp tục với cả phương trình tiếp theo là GBr2 cộng với cả KI. Br mạnh hơn Y nên là đẩy nó ra. Được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ thêm 2 vào đây và 2 vào đây là hết. Câu viết phương trình này cũng giống như câu viết phương trình ở bên này chúng ta đã làm, đúng không? Gần như là tương tự. Các bạn hãy phải luyện tập nhiều, viết nhiều thì chúng ta sẽ nhớ được hết phương trình. Câu số 2 này giải thích vì sao các nguyên tố halogen không tồn tại ở dạng bơm chất ở trong tự nhiên. Như các bạn biết là độ ôm điện của bọn này lớn, độ ôm điện lớn này, đúng không? Nên là mà lại có 7 e của lớp ngoài cùng nên muốn nhận 1 e, nên tính oxy hóa rất mạnh, nên là dễ tham gia tạo hợp chất. Chúng rất khó tồn tại ở dạng đơn chất trong tự nhiên. Rồi chúng ta sẽ đến câu cuối cùng trong sách giáo khoa của các bạn, đúng không? Câu đầu tiên này, chúng ta có một thằng chromide đi đúng không? C6H5Cl NNaO2S là chất thường được sử dụng để sát khuẩn các bề mặt vật dụng hoặc dùng để khử khuẩn sát trùng, xử lý nước sinh hoạt. Ở nồng độ cao, chloran B có tác dụng diệt nấm mốc, vi khuẩn, virus gây bệnh cho người. Chloran B có dạng nén, mỗi viên có khối lượng khoảng 0,3-2 gram, và ở dạng bột thì 25% sẽ có là 250mg chlorine hoạt tính trong một viên nén như hình bên. Sử dụng phổ biến vì tiện dụng và pha chế và bảo quản. Câu A, nồng độ của chloramide B khi hòa tan vào nước đạt 0,01%, có tác dụng sát khuẩn, dùng trong xử lý nước sinh hoạt. Cần dùng bao nhiêu viên nén này thì loại 1 gram á, thì có thể xử lý được 200ml nước, đúng không? Thế thì vậy các bạn có điều gì nhỉ? Cô sẽ viết sang bên này nhá, để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đúng không nào? Thế vậy bây giờ chúng ta sẽ hầu như là chúng ta sẽ không dùng lít mà chúng ta đâu dùng đơn vị gam, chúng ta đổi nhá.
ra sẽ đổi câu A này, 200 lít nước dành 200.000 gam nước, để cho dễ tính nhá. Sau đó này chúng ta có đổi đi, tiếp theo là 250 mg, chúng ta sẽ đổi về 0,25 gam. Chúng ta đặt x là số viên nén 25% đấy, đúng không? Loại viên mà một viên thì bằng 1 gam đấy. Đấy, được chưa nào? Thế vậy chúng ta có sẽ có m chất sẽ bằng 0,25 nhân x đơn vị là gam. Mà chúng ta biết là công thức C% thì bằng m chất tan chia cho m dung dịch nhân 100%. Thế chúng ta có phần trăm là 0,001%, đúng không? M chất tan thì là 0,25 x chúng ta vừa tính chia dung dịch. Dung dịch chúng ta còn nước này. Đấy. Ngoài nước ra chúng ta còn phải hòa thuốc vào, đúng không? Đấy, cho thuốc nhân 100. Thế vậy các bạn tìm ra x bằng 8. Thế vậy chúng ta sẽ cần 8 viên để xử lý 200 lít nước. Vậy chúng ta cần 8 viên. Dễ không? Dễ đúng không? Các bạn nhìn thấy đề bài nó hơi dài thôi, nhưng khi mà chúng ta phân tích ra thì nó cũng không có gì khó khăn. Rồi tiếp này, câu B này. Cái chất này nồng độ 2% dùng để phun xịt trên các bề mặt vật dụng nhằm sát khuẩn virus gây bệnh. Để pha chế dung dịch này sử dụng cái thằng 25% dạng bột thì cần bao nhiêu gam bột 25% pha với 1 lít nước để sử dụng sát khuẩn thành 2%. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đổi 1 lít nước của chúng ta để thành 1 kg nước, đúng không? Hay chính là 1.000 gam nước, đúng không? Câu gọi Y là khối lượng ở dạng 25% nhá, bột. Thế vậy cô có m chất tan lúc này nó sẽ trở thành 0,25 y gam. Thế vậy cô tiếp tục áp dụng công thức C% thì bằng m chất tan chia cho m dung dịch nhân 100%. Vậy C% lúc này của chúng ta là 2%, m là bằng 0,25 y chia nước lúc này của chúng ta chỉ có 1.000 gam thôi, cộng với cả bột để pha, đúng không nào? Thế vậy chúng ta sẽ tìm được y là 81,6 gam. Thế vậy cứ có 81,6 gam thằng chloram my b 25% dạng bột thì chúng ta sẽ pha với 1 lít nước để được dung dịch 2% sát khuẩn. Vậy thì đây chính là toàn bộ lý thuyết và 3 bài ở phần bài tập của bài 17. Các bạn có thể xem lại video để hiểu bài hơn, đúng không nào? Hoặc là các bạn có thể xem lại các video khác của các bài trước để rõ hơn về cách tính toán về C% nhé, cũng như là lý thuyết về phản ứng oxy hóa, phản ứng khử. Vậy bài học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể truy cập trang web lờ giải 2.com để có thể theo dõi được nhiều bài giảng hơn nữa. Chúc các em học tập tốt. Chào tạm biệt các em.